Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đường về Cực Lạc, soạn thuật Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, Phật lịch 2551, Dương lịch 2007. Phật dạy: nếu có người nào đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước Cực Lạc của A Di Đà Phật, thời các người ấy đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, và hoặc đã sanh về Cực Lạc rồi, hoặc đương sanh, hoặc sẽ sanh. Sa lợi Phất, vì thế các thiện nam tín nữ nếu có lòng tin nên phải phát nguyện sanh về cõi đó. Kinh A Di Đà. Lời nói đầu cũng là lời tự thuật. Thời gian qua tôi từng tự nghĩ, ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chân giác tánh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng đó ư? Từ khi sơ thị có thân, không phải là ta sao chư Phật? Tại sao chư Phật, các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị buộc tràn trong dòng sanh tử, đầy vô biên phiền não tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng là do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chân, còn ta mãi mê sai trần dục? Thật là đáng hổ thẹn, thật là đáng thống trách. Tôi lại tự nghĩ, đã tự biết rồi, giờ đây ta phải kiếp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại này. Nếu trong đời hiện tại này mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn lanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi. Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau. Một, do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sanh lên các cõi trời ư? Trong kinh có lời: chư thiên cõi dục, vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu dồi dào làm cho say mê, lại không có sự thống khổ làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước mà phải xa đọa. Còn chư thiên trong cõi sắc và vô sắc, là vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát. Lúc sức thiền định đã mãn, vẫn y nhiên làm kẻ luân hồi. Vĩnh Gia Thiền Sư nói: người tu phước sanh lên các cõi trời sẽ chiêu dời quả khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không. Khi sức đã mãn, tên lại rơi xuống đất. Đó là sanh lên cõi trời, thời không bảo đảm giải thoát. Hai, ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đuôi, điếc, câm, ngọng trên mặt địa cầu rất lắm kẻ. Máng mọi, giả mang cùng nhiều người, biết bao xứ không Phật, Pháp Tăng, nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo. Được thân người mà có một trong các điều trên đây, tất khó mong tu hành chánh đạo, tất sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước mà sẽ làm vua, làm quan, làm nhà triều phú, sang vào học đạo là khó. Lời Phật rành rành trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: hoặc giả đời trước có tu thiền quán mà được thông minh, thế trí biện thông, là một trong bát nạn. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người lợi dụng sự giàu sang tài trí để gây tạo những tội ác tày trời mà ta thường nghe, thường thấy trong đời. Dầu cho thân người đời sau của ta do căn lành mà ở ngoài những chướng nạn ấy, nhưng theo lời Phật, Pháp càng ngày càng đi sâu vào thời mạt. Bậc minh sư thiện hữu chân chánh tu hành, có đạo lực rất là khó có khó gặp. Thầy bạn giải thoát đã không, ai là người dẫn đường cho ta đắc đạo? Lại đương nhầm kiếp giảm, tuổi thọ con người càng lúc càng bớt dần. Đời sau tu hành chưa được gì, rồi kế chết. Đời thứ ba, thứ tư sẽ ra thế nào? Ta sẽ đi vào đâu? Thế là dầu được sanh làm người trở lại cũng không thể bảo đảm là sẽ giải thoát. Ba, Phật nói: chúng sanh được thân người như đất dính móng tay, còn xa vào ác đạo như đất toàn cõi đại địa. Sau khi bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói: phạm một tội nhỏ, kiết la, phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên dương. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay khó có thể lượng. E rằng cường giả tiên khiên, một bước trật chân chắc chắn
là lăn xuống đến đáy hố sâu. Đây là điều lo sợ cho đời sau, mãi mãi trầm luân. Ôi, thân người khó đặng, Phật pháp khó được nghe. Nay ta do túc thế thiện căn nên được hưởng ít chút dư âm của Như Lai. Võ dè biết đôi đường giải thoát, thật là đại hạnh, thật là hy hữu. Ta còn chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kiếp đoạn dòng sanh tử? Và cả nhân loại kia, cả mọi loài kia cũng đang nổi chìm trong biển khổ không bờ. Ta phải sớm thẳng đến Phật quả, để rồi dẫn thuyền từ bi, nguyện lực cứu vớt quần sanh, không thể dần già được. Rồi tôi tự gẫm, y cứ nơi thánh giáo, dứt sạch tam giới, kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mãi may, cội gốc sanh tử vẫn chưa đoạn, đây là thông luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Riêng phần Đại Thừa được bảo đảm trên con đường giải thoát thành Phật, tức phải vào bậc tính tâm bất thối làm đầu. Chứng bậc này theo khởi tính luận phải là người đủ năng lực thiện căn quân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạng tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập như vậy mãi đến đủ một dạng đại kiếp, tính tâm mới thành tựu. Ôi, như thế thời thế nào? Ta là chúng sanh thời mạt pháp, tự thấy mình phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, chí nguyện được giải thoát nội hiện đời của ta, chí nguyện đi thẳng đến viên mãn Phật quả của ta, có thể thành cảnh mộng ư? Nhưng tôi tự an ủi, Đức Phật Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát, mà cũng để bảo đảm vững bước đường thành Phật cho tất cả chúng sanh. Pháp môn Tịnh Độ niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Theo lời Phật, dù là hàng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn, 10 niệm cũng được giảng sanh. Đã được giảng sanh thời là siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thối vô thượng bồ đề. Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được tội bổ nguyện, giải thoát thành Phật, độ sanh. Người cực ác tu còn thành tựu thai, huống ta chưa phải là kẻ ác. Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi Tịnh Độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, coi cõi cực lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật. Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục nên cũng tùy phận. Đừng lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên, muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn quá trước mình. Đó là thân tâm của bậc tăng này. Vì thế nên tôi không quản dụng về quê dốt, gom góp những chỗ, những nơi chỉ dạy về pháp môn Tịnh Độ của Phật, Bồ Tát và cổ đức trong các kinh, các luận chính thức, cùng diễn thuật các sự tích của tăng tục tứ chúng giảng sanh ở những bộ sách chánh truyền mà tổ hợp thành bộ Đường Về Cực Lạc này. Đường Về Cực Lạc là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh cực lạc, cũng chính là pháp môn Tịnh Độ, nói bằng một cách khác đấy thôi. Bộ này chỉ là công trình sưu tập vì muốn thủ tín và để giới thiệu các kinh sách Tịnh Độ với mọi người, nên mỗi bài, mỗi đoạn tôi đều chưa rõ trích ở bộ kinh nào, bộ luận nào hay bộ sách nào. Trong đây giờ cũng có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ Tát, của cổ đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa. Một khi mà lời Phật, ý tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận, vả lại kiến thức của hạng phàm đâu sánh được với trí huệ của bậc thánh. Gian hoặc có chỗ tôi chua thêm, như những đoạn lời phụ chẳng hạn, bần tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu, hay khuyến khích sách tấn, hầu giúp đôi phần lợi ích cho mọi người trong lúc xem, lúc đọc mà thôi. Về phần lược sử của các nhà tu Tịnh Độ được giảng sanh, tôi chọn lấy những truyền tích có ghi rõ công hành tấn tu hay lời chỉ dạy xác đáng để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải cho người đọc. Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ Tịnh Độ và pháp môn Tịnh Độ,
được phát khởi tính hành nguyện. Nếu ta chưa phát, tăng trưởng tính hành nguyện. Nếu ta đã phát, thành tựu tính hành nguyện. Nếu đã tăng trưởng và viên mãn, nếu đã thành tựu, ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt, chỉ chỗ phải, trăng điều quấy trong khi ta hành đạo. Vì những căn trí tâm tánh, những trường hợp cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta, không nhiều thời ít quyết định là có trúng vào các truyền tích trong bộ này. Tôi chỉ thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh, đúng như tên của nó: Vãng Sanh Cực Lạc Trụ Bậc Bất Thối Vô Thượng Bồ Đề. Phật lịch 2497, ngày Phật Đản, Hân Tịnh Sa Môn, Thích Trí Tịnh, 1953. Pháp môn niệm Phật là thắng phương tiện của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì trái giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành những quả báo sanh tử trong tam giới. Từ quả báo sanh tử sanh phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu. Vì cớ ấy nên chúng sanh từ vô thị đến nay trải vô lượng vô biên kiếp, chịu khổ mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sanh. Nguyên bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sanh đều thoát hẳn sanh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì chúng sanh căn tánh lợi độn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải chịu theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó nên pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng. Với chúng sanh hạng lợi căn đại trí, thời Đức Phật dạy Phật thừa để đặng liền viên Phật quả. Như thiện tài trong pháp hội Hoa Nghiêm, long nữ để đạo tràng diệu pháp. Với chúng sanh hàng căn trí kém, thời Đức Phật giảng Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa, để cho hạng ấy lần được tu tập, tuần tự chứng quả. Với chúng sanh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiền ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa, cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo, đặng còn thân nhân thiên mà dung bồi thiện căn lần lần. Tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo, hoặc học Bồ Tát thừa tu lục độ vạn hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo Duyên Giác thừa hay Thanh Văn thừa ngộ duyên sanh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiềm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập cho đến đoạn thật hết phiền não mới ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu kiến hoạt tư hoạt còn chừng mãi tơ, thời cội gốc sanh tử vẫn chưa dứt hẳn, như Tam Quả Thánh Nhân A-Na-Hàm, sau khi sanh lên Bất Hoàng Thiên còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A-La-Hán. Chứng A-La-Hán rồi mới là thật dứt hẳn cội gốc sanh tử. Nhưng A-La-Hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phải hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo. Rèn bi nguyện hiện thân trong lục đạo, tu hành lục độ vạn hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu khổ mọi loài, lần lượt chứng các bậc thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lại phải dùng kim can trí phá một phần sanh tướng vô minh mới viên mãn chủng trí mà chứng Phật quả diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quyết không thể vượt ngoài tuần thứ kể trên. Đức bổn sư của chúng ta biết rằng nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tự lực, Ngài dạy một pháp môn tự lực nương tha lực rất viên đốn, rất quyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh vậy. Do vì Đức Phật A-di-đà có bổn thể nguyện lực nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật tự lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ tha lực, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi mà sanh về Cực Lạc tịnh độ. Đã được vãng sanh tức là cao thăng và bậc thánh lưu bất thối, nên gọi là rất viên đúng, rất quyền diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện,
mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chỗ tu cho đúng pháp, thời chắc chắn là thành tựu cả. Nên gọi là dùng sức ít, dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiện Đạo cho rằng, nghìn người tu không sót một. Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu được cả 10. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là sang giàu hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu được cả. Chan Thù Bồ Tát nói, các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quan Thế Âm bảo, tịnh độ pháp môn hơn tất cả hành khác. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng, chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói, niệm Phật Tam Muội có đại trí huệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. Niệm Phật Tam Muội hay sanh vô lượng Tam Muội cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói, vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, không kể là công phu hành đạo cạn cùng sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người giảng sanh, không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng chơn mà cầu giảng sanh thời đốn siêu thập địa, bậc thập địa mà cầu sanh thời mau viên thành Phật quả. Vì thế nên Chan Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện giảng sanh. Để như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát, như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc, Hùng Tuấn, Duy Cung vân vân. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thay, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sanh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến, chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Thật là cửu giới chúng sanh rời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả, thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời quyền ký: thời mạt pháp, muôn ức người tu hành khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thực hành pháp môn tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là người thời mạt pháp đó ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được, còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta đặng giảng sanh Cực Lạc tịnh độ và bảo đảm trên đường thành Phật. Tổng quát rằng, thiệt gì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín sâu và nguyện thiết mà chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn tịnh độ này. Tâm hành đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về môn tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng, cõi ta bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như nhà lửa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loại, hiện tại cũng như dĩ vãng, nhiều đời nhiều kiếp mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong dòng sinh tử luân hồi. Ngày nay ta được thân làm người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát mau tắc siêu thắng, ta phải kiếp quyết chí y pháp tu hành, để mình và mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng chân thường lạc. Đây là thiệt gì sanh tử mà phát Bồ Đề Tâm vậy. Rồi ta tự dặn rằng, thân cùng cảnh ở ta bà này đủ điều chứng đạo, dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm, dễ gây ác nghiệp, nội những sự già bệnh chết vô thường thiên biến cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng cảnh ở Cực Lạc rất là lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn nghe pháp âm, nên tâm thanh tịnh mà định huệ thành, ở chung với chư đại Bồ Tát thượng thiện nhân, thời thánh nghiệp ngày tăng, chánh hạnh ngày tấn, không già không bệnh, thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên nội một đời một thân thẳng lên đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật.
ta lại nhận định nguyên lực của đức từ phụ A Di Đà Phật rộng lớn bất tư nghị. Nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng giảng sanh. Đã đặng giảng sanh tức là trụ bậc bất thối, mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền từ có thể đưa ta ra khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi cực lạc là đại học đường có thể đem ta đến bờ đại giác thôi. Tự nhận như thế rồi bền chặt một lòng, nguyện thoát ly ta bà ác trược. Như người tù muốn ra khỏi ngục tối không chút quyến luyến, nguyện về đến cực lạc thanh tịnh. Dường như trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà không chút dần dà. Nhận định như vậy, lập nguyện như vậy, đó là tin sâu cùng nguyện thiết đấy. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy sức tùy phần, chí tâm trì niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, coi đó như là một công vụ hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang vô sự thì ngày liền đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm, Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả sáu căn, Phật hiệu đối luôn. Đây là tương tục chấp trì. Niệm như vậy lâu lâu sẽ tự chứng tam muội, hiện tiền thấy Phật thọ ký, lâm chung cao thăng thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, việc nước, việc nhà, vân vân, không nhiều giờ rảnh, thời nên tối và sáng sớm, thực hành phương pháp thập niệm, giữ mãi trọn đời, không sót, không bỏ cũng được giảng sanh. Vì đức từ phụ có bổ nguyện, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta rồi, chí tâm tin muốn, nguyện sanh về cõi nước của ta, dẫn đến mười niệm. Nếu chúng sanh ấy không được sanh, thời ta không ở ngồi chánh giác. Ngoài ra, những người nào ở vào trường hợp chặn giữa, thời châm trước phần thời định khóa mà thọ trì, tất cả đều phải cung kính, chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm là điều kiện khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật, và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới còn cần phải làm những điều lành, có lòng từ bi với sát hộ sanh, bố thí cứu tế, trì trai giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, phò trì tam bảo, lợi mình lợi người, dẹp lòng ngã mạn tham sân, thêm lớn hòa vui nhẫn nhục, sâu tin nhân quả, mở mang chánh kiến, dùng đây làm trợ hạnh. Tín nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được đức từ phụ cùng thánh chúng thừa bổ nguyện lực đích thân đến tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Tín, nguyện và hạnh phải đủ cả ba mới được giảng sanh, như cái đảnh ba chân thiếu một thời ngã. Nhưng nên hiểu thêm rằng được giảng sanh là do lòng tin sâu chắc, chí nguyện cho tha thiết để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh, ít thời quả thấp, nhiều thời phẩm cao. Do vì công hạnh không hạn cuộc mà chú trọng nơi tín và nguyện như vậy, nên đoạn trước có nói tất cả người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu được cả. Vì tính sâu và nguyện thiết, hàng người nào cũng có thể lập được. Thập niệm niệm Phật ở trường hợp nào cũng đều thực hành được. Nội dung của bộ Đường Về Cực Lạc này cũng không ngoài phạm vi đến nguyện hành. Các chương đầu thuộc lại tiền thân của Đức A Di Đà Phật và tả rõ chánh báo cùng y báo trang nghiêm của cực lạc thế giới, để mọi người đối với Đức Phật và tịnh độ được sự nhận thật. Đã nhận thật tức là tin chắc và chí nguyện tha thiết sẽ do đó mà lập được. Đến các chương kế thuộc lược sử của chư Bồ Tát, chư đại tổ sư tự thân tu tịnh độ mà được thành công, cùng những lời dạy dẻ khuyên nhắc của các ngài, để mọi người bền vững tín tâm, kiên quyết chí nguyện, cùng hiểu rõ phương pháp hành trì để thẳng tấn tinh tu. Nhận đến các chương về tứ chúng giảng sanh, và cuối cùng chương thích nghi cũng cùng một mục đích ấy. Phật dạy, nếu người nào được nghe lời này nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cực lạc thế giới. Kinh A Di Đà.